để có thể lồng giọng của mình vào trong video thì làm như thế nào? Hãy xem hết video của Ly nha. Vào các cách chọn đoạn video mà mình muốn làm, sau đó các bạn tắt tiếng âm thanh gốc đi. Rồi bấm thêm âm thanh. Bấm bản ghi âm. Rồi bắt đầu giữ mic và nói. Biết ơn các bạn đã luôn theo dõi những video chia sẻ của Ly. Cảm ơn các bạn thật nhiều ạ. Rồi sau đó các bạn sẽ tua lại và sẽ nghe lại âm thanh thử nhé. Biết ơn các bạn đã luôn theo dõi những video chia sẻ của Ly. Cảm ơn các bạn thật nhiều ạ.